Khánh xin kính chào tất cả quý khách hàng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Trung Thu rồi. Để gửi tất cả những cái lời tri ân đặc biệt nhất tới tất cả khách hàng thì hôm nay gia đình Bảo Khánh xin gửi tới quý khách hàng một giọng ca rất là mới của nhà Bảo Khánh. Mọi người cùng lắng nghe nhé. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấm hồn tình yêu dịu mang. Về đêm Huế chẳng nơi nào có đường, nét dịu dàng pha lần trong tư. Về Huế thương yêu.